Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Phúc Anh. Và hôm nay trên bàn của mình đây là hai chiếc cạc màn hình Titan V, hai chiếc cạc với công nghệ mới nhất của NVIDIA, có giá thành tại Việt Nam nó khoảng là 120 triệu đồng. Và sau đây mình sẽ bóc hộp hai chiếc cạc này. Và nó là cấp chuyển tín hiệu từ Deep Record sang DPI. Bây giờ mình sẽ đến nhân vật chính ngày hôm nay. Đấy chính là Titan XP này. Thì theo cảm nhận cá nhân của mình thì Titan XP có vẻ nó nam tính hơn, hầm hố hơn. Nhưng mà Titan V thì nó toát lên vẻ đắt tiền hơn. Titan V là con GPU mạnh nhất từng được chế tạo cho PC, và đồng thời nó còn là con GPU đầu tiên cho người dùng phổ thông được chế tạo trên kiến trúc Volta của NVIDIA. Với mức giá khoảng 120 triệu đồng, có vẻ như Titan V không quá phổ thông để hướng tới đại đa số người dùng. Thật vậy, với sức mạnh xử lý khủng khiếp, con GPU này hướng tới những tác vụ tính toán trí thông minh nhân tạo AI hoặc xử lý những mô hình khoa học hơn là chơi game thông thường. NVIDIA cho biết Titan V được trang bị 21,1 tỷ bóng bán dẫn, 12GB bộ nhớ HBM2, 5120 nhân CUDA, cho khả năng xử lý đạt 110 teraflop và có 640 tensor core, với hiệu suất xử lý các tác vụ deep learning cao gấp 9 lần so với thế hệ trước. Bộ nhớ HBM2 cũng được cải thiện nhờ bộ điều khiển mới, băng thông tăng 20% và đảm bảo hiệu suất 95% khi chạy đa tác vụ. Dù biết rằng chiếc cạc Titan V này không phải là một chiếc cạc phổ thông dành cho các game thủ, cũng như việc là giá thành của nó quá cao để các game thủ có thể nghĩ về việc là sẽ mua nó về để chơi game. Tuy nhiên, rất nhiều bạn đã hỏi mình rằng là liệu chiếc cạc Titan V này khi chơi game thì nó sẽ có hiệu năng như thế nào, có xứng đáng với giá thành 120 triệu đồng. Và để trả lời được cái câu hỏi đấy thì bọn mình đã mang đến một minh chứng cụ thể, là bọn mình sẽ so sánh hiệu năng chơi game giữa chiếc cạc Titan V và một chiếc cạc 1080 Ti. Mình đang để Max Ultra Setting ở phân giải 4K. FPS bên của máy có cạc GT 1080 Ti thì nó đang rơi mức 38 FPS. Còn của Titan V là 53 FPS. Nhiệt độ của GPU đối với các cạc Aurifix này thì có vẻ rất là mát mẻ, nó chỉ rơi khoảng 56 độ. GPU thì chắc chắn là hoạt động 99% luôn, vì là bởi vì chúng ta để Max Setting ở chế độ 4K như này FPS rất là thấp luôn, nó chưa để mức 60. Còn với một quạt thì có vẻ là chiếc Titan V nó nóng hơn, nó đang ở mức là 73 độ C. Bây giờ chúng tôi sẽ chọn vị trí nhảy. Nhảy đâu được chúng ta nhảy đâu bây giờ đi? Picaro đi. Cái đó đúng không? Chúng ta sẽ nhảy đấy nhé. We'll be right back.
Vậy là qua các cái bài test vừa rồi thì chúng ta đã thấy rằng là chiếc cạc Titan V này không phải là một chiếc cạc dành cho các game thủ. Với giá thành 120 triệu đồng nhưng mà mức chênh lệch về hiệu năng khi chơi game của nó so với cả 1080 Ti không quá cao, trong khi cái nhiệt độ của chiếc cạc Titan V này tỏa ra lại không hề nhỏ. Mặc dù chúng tôi đã tăng max speed quạt của nó lên nhưng mà nhiệt độ nó luôn luôn rơi tầm trên 70 độ C khi chơi các game như các tựa game như PUBG. Trừ khi rằng là bạn là một người rất là giàu hoặc là bố bạn thực sự rất là giàu thì bạn mới cần đến những cái thước đo về kinh tế như thế này. Và trong video vừa rồi thì bọn mình đã cho các bạn thấy rằng là chiếc Titan V có ngoại hình như thế nào, vẻ đẹp sang trọng và đắt tiền của nó ra sao, hay là hiệu năng chơi game thực tế của nó. Nhưng liệu các bạn có tò mò rằng là nội thất bên trong của nó sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem trong video sắp tới. Hãy like and subscribe cho kênh của bọn mình để theo dõi những video mới nhất. Hẹn gặp lại.